Các người anh em nào đã có nhu cầu mua acrylic quân giá rẻ, liên hệ ngay Zalo 0374139338 để được hỗ trợ. Ở đây rất là có nhiều ngon cho anh em tha hồ mà lựa nhá. Kiếm Momo.com, web chơi chẵn lẻ Momo cực kỳ uy tín, trao thưởng 5 giây tự động 24/7. Ngoài ra thì top hàng tuần có nhận được những phần thưởng cực kỳ hấp dẫn. Các bạn hãy truy cập ngay kiếm Momo.com để chơi nha. Hello, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã trở lại với channel của mình. Mình là Dũng Si. Rất vui khi được gặp anh em trong clip ngày hôm nay. Thì nói chung là ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng quay trở lại để chơi biểu tượng Nakaroth với cái bộ trang phục là ADC anh em. Bây giờ thì gọi là quay trở lại với mình như nghe như mọi khi đi em ơi. Chứ nói thiệt anh em luôn chứ cái phong cách này không có hợp với mình đâu. Có nhiều anh em kêu mình là bình luận gọi là bình luận đàng hoàng đi, nhưng mà tôi không có quen anh em mà, anh em thông cảm cho tôi nha. Còn ngày hôm nay tôi sẽ không đi ăn trộm ăn cướp một mình anh em à. Tôi có cái thằng xì liêm nè, nó phụ tôi, nó qua nó cướp với tôi anh em à. Để gọi là trời ơi anh ngộ khỉ ơi, anh từ từ anh ơi, từ từ khoai nó mới nhừ anh ơi, khá là thơm. À, đầu game vô là cướp được cái con blue nè, với cái con với cái mạng của thằng Zeal là anh em thấy là cái phép màu gọi là đầu game như thế này là cuối game là anh em hiểu rồi ha, anh em hiểu như thế nào rồi ha. Nói vậy thôi chứ đừng có chủ quan nha anh em, đầu game được như thế thôi nhưng mà mình cứ đừng có chủ quan, mình gọi là biết mình biết ta, trăm trận trăm thắng rồi em ơi. Nó đừng có chủ quan là được. Thì bây giờ nè, nói chung là ngày hôm nay mình sẽ chơi theo cái kiểu là cái build đồ thủ nha anh em. Bởi vì trong trận đấu này là mình gặp cái thằng khỉ nè, với cái thằng Zeal là hai vị tướng sốc sát thương nha anh em. Cho nên anh em lưu ý là khi mà gặp hai vị tướng này nè, anh em hãy lên cái build đồ thủ cho mình. Là tức là anh em lên cái rìu đi rừng anh em, anh em lên cái rìu thủ á, cái rìu gọi là tăng giáp cho anh em á. Cận giờ đứng đây nè, đứng đây chờ thời cơ thôi đó. Ủa mà sao lâu quá anh em. Nói chung là theo như tính toán của mình đáng lẽ giờ nó phải ăn rồi chứ. Thôi ráng đợi chút xíu này mà lỡ đợi rồi đợi chút xíu chứ không sao. Đây thầy, đúng rồi, đợi chút. Trời ơi mẹ, tôi định gọi là ca ếch của nó anh em mà, nhưng mà ai về nó thích vô bụi như thế, mà tôi đang ở trong bụi thì đậu xanh tôi cho nó ăn chuối thì chứ sao anh em. Đó được gọi là không vô bụi thì chết trễ hơn xíu, còn vô bụi rồi thì chết sớm hơn anh em mà. Ôi rồi em giỡn anh đây, em về đó chứ tầm này gọi là em không có. Trời ơi vợ ơi, sao mà trận nào tôi gặp con vợ của tôi là tôi gọi là tôi hơi bị cay cú anh em mà. Bởi vì chiêu hai của cái con Carisi nè, thật sự với em luôn nha, tôi chơi cái con Nakaroth mà tôi không biết anh em sao chứ tôi gặp tôi là tôi sợ cái con Carisi ghê luôn á. Kiểu như là nó yếu lên em mà, giết nó dễ lắm. Đó, sợ gọi là sợ nó chết thôi anh em à, chứ không phải sợ gì đâu. Tôi sợ nó chết thôi chứ không sợ gì hết trơn anh em à. Đùa anh em một tí thôi. Ê, khi mà mình gặp cái con KDC á, anh em đừng có xem thường nó nha. Là cái con KDC á, nó gọi là nó có sát thương ở đầu game lẫn cuối game hơi bị mạnh nha anh em. Kiểu là nó là cái một chất tướng sát thương cấu rỉa anh em, khó chịu lắm. Nói chung là cái chiêu hai của nó thì nếu mà anh em không có lên giày kiên cường thì nó sẽ chón anh em khoảng tầm 2 giây anh em, mà 2 giây hay 1 giây rưỡi gì mình không biết nữa, mình không nhớ nữa. Nhưng mà khi mà gặp nó thì anh em lưu ý cho mình nha, là anh em hãy lên cái giày kiên cường. Thì mình nói vậy thôi á, chứ thật ra là trận đấu nào mình cũng lên giày kiên cường cho anh em ơi. Thì nói chung là cái con Nakaroth này nè, nó cơ động nhưng bù lại á là khi mà nó bị chón á là nó khó chạy lắm anh em lưu ý cho mình chỗ này nha. Bởi vậy cho nên trận đấu này mình sẽ lên cái shot thứ hai là cái giày kiên cường nha anh em. Còn giờ nè, trời ơi, ba đâm ơi, mày ủi ai, mày úp ai thôi, em giỡn anh ơi em về đó. Anh em thấy lời cho anh em, một cứu ủi với lại một cứu chôn, ta nói là chôn sai tà la tá lá luôn anh em à. Nó chôn ta nói là chôn tàu lao sao mới đế anh em ơi. Nó trời ơi mấy tìm bạn mua đông thế. Tầm này gọi là tôi không dám vô anh em à. Đây mời ngân à. Van heo ơi, vô đây đơm mất ma. Trời ơi ở đâu ra thằng Diêu vậy anh em, mấy tôi tưởng thằng Diêu nó về thế anh em à. Đây mày chạy hộ cái luôn, mày chạy hộ nghe tiền chứ. Trời ơi trời, nó đúng bố của dục luôn phải không. Mà tôi định gọi là tôi định đơm thằng Diêu luôn em à. Ai về thằng mắc ma ba đơm ta nói là ở đâu nó hút tôi về anh em ơi. Mẹ đúng là quá là đắng lòng anh em à, đắng lòng thanh niên anh em ơi. Mẹ trời ơi, nếu không là gọi là tôi gọi là úp sọt thằng Diêu luôn em à.
Ôi thì nói chung là xui anh em ơi. Định nghĩa tôi vậy ra nè mà. Chết là xui, còn ăn được mạng là do kỹ năng. Nhưng mà nóng quá nè mà. Và đó gọi là ăn không được mạng của nó, nóng quá qua cướp rừng để gọi là trả thù chứ anh em, trả thù cho mối thù cá nhân mà anh em. Trời ơi khỉ ơi, cho em trừng trị cái em về dí hộ cái luôn. Trời ơi tao còn cái anh Ti nè. Trời ơi mẹ, trời ơi bố cứ nhục tập 2 anh em ạ. Mẹ đâu ra vậy trời, mấy tôi tưởng là phải đâu tôi hót được không đó. Ai về với cái thằng Diêu nó hay quá nè bạn, công nhận thằng Diêu hay nha, là nó gọi là nó biết tích nội tại là hơi bị đỉnh nha anh em, gọi là dữ đó. Nói chung là xui đi, xui đi rồi chứ biết sao giờ anh em, bây giờ là gọi là nhục nhã quá rồi anh em à. Làm clip mới có 5 phút chết hai mạng là thấy cái sự nhục nhã tôi cỡ nào anh em ơi. Rồi trời ơi mé vậy mà cũng không ca ếch được nữa, chán thiệt chứ anh em ơi. Ok thì bây giờ mình sẽ nói tiếp theo cái video nha anh em, là sau khi anh em lên được cái giày kiên cường á, sau khi mà anh em lên nửa cái món đi rừng của cái cây rìu á, anh em hãy lên cho mình là cái giày kiên cường, và tiếp theo đó anh em lên hoàn thiện cho mình là cái rìu đi rừng nha anh em. Lên hoàn thiện cái rìu villa than á, mình không biết đọc tiếng Anh sao đó anh em à. Bố ai mà xem kênh tôi lâu rồi là biết tôi ngu tiếng Anh nhưng mà thích thể hiện anh em ơi. Thích gọi là thích đọc tiếng Anh á. Nói chung là anh em lên cái gì cái điều villa than cho mình. Rồi tiếp theo đó là nè, đây cục cưng của anh nè. Trời ơi em giỡn anh đi, anh làm gì cân với em thế anh Diêu. Trời ơi bé nó dí tôi cỡ đó anh em ạ. Sao mà trận này tôi ý mà tôi lên rìu anh em ạ, tôi mà không lên rìu là ta nói là phải này tôi chết chắc rồi anh em ạ. Bởi vì tôi lên rìu tôi được cộng cỡ máu hơi bị bộn nha anh em. Nói chung là có một cái giáp thủ nữa đó, mà hên là tôi lên rìu, nếu không là phần này là tôi chết chắc rồi anh em ạ. Thì bây giờ mình sẽ nối tiếp theo cái video anh em ơi, là sau khi mà nên lên hoàn thiện cái rìu đi rừng á, anh em hãy lên cho mình là cả tiếp theo nữa, anh em hãy lên cho mình là anh em chỉ thay cho mình cái biểu đồ thường thường mình dùng á, là anh em thay cái kiếm thành cái rìu anh em ơi. Bởi vì trận đấu này mình gặp cái thằng ngộ khỉ nè với cái thằng Diêu anh em ơi, cho nên bắt buộc mình phải lên cây rìu để gọi là có một cái sức chống chịu ở trong giao tranh anh em mà. Chứ mà tôi lên gọi là trận này mà tôi lên kiếm là tôi hơi bị mệt đó anh em ơi. Nói chung là cái gì cũng vậy, mình gọi là mình cố bảo toàn tính mạng của mình là được rồi anh em ơi. Chứ mà chơi cái con này cái róc mà anh em, ta nói đầu game anh em cứ fit lý thì thôi y chang anh em qua quăng game anh em à. Cho nên phải lên cây rìu ở trong cái tình huống ngàn cân treo sợi bún này anh em ơi. Đó không lên rìu là ta nói là bốc hơi nhanh chóng lắm anh em à. Còn giờ là trời ơi tiên bạn ta nói là nó ép vô tới nhà rồi, giờ tôi không biết làm sao nữa anh em à. Thôi nói chung là ra đẩy lính thôi anh em ơi, chứ giờ không biết sao nữa. Trời ơi cho em đẩy lính anh ơi. Trời ơi anh ơi, tay em ơi, trào đờm tôi rồi. Ơi mày mắn quá, mày này chạy được về mé thiệt chứ. Trời ơi khó khăn thế, tìm tôi nói bích hai con AD này mà. Nói chung là team bạn thì bích hai rừng, còn team tôi bích hai AD. Nói chung là có qua cũng có lại rồi anh em ơi. Nói chung là nó cũng ngang nhau hết trơn á. Nhưng mà team bạn đánh hay quá anh em ạ. Phần này trận đấu này team bạn đánh hay quá, mình gọi là mình hơi bị khó thở nha. Nhưng mà không sao anh em ạ. Với cái tài nghệ gọi là top 1 nay cái đó sớm tôi là anh em phải gọi là nhức nách rồi anh em ơi. Nhưng mà ngay bây giờ tôi sẽ kể cho anh em một cái câu chuyện buồn anh em mà. Đó thì nói chung là tôi kể chuyện buồn anh em phải buồn nha. Các đồng chí nào không buồn là hơi giận á. Thì nói chung á là sớm tôi có thằng chơi Liên Quân anh em ơi, mà nó còn chơi Naka chó nữa, là anh em hiểu là tôi đã mất cái danh hiệu top 1 Naka đó sớm rồi anh em ạ. Khá là buồn anh em ơi. Nói chung là cho nên anh em hãy gọi là cho tôi cái động lực để tôi gọi là tôi có thể mà luyện tới cái kỹ năng ăn khôi anh em ạ. Thì nói chung là anh em hãy gọi là like cho tôi để tôi có động lực tôi giành lại cái top 1 nay cái đó sớm anh em mà, để cái thằng đó nó giành thì thôi quá là buồn anh em ơi. Cận già anh em hiểu gì ha, sắp sửa xảy ra rồi ha. Ăn lẹ cái con bùa này xong núp bụi đây anh em ạ. Núp bụi đây nè, đây trời ơi, hello my friend. Trời ơi trời ơi, ta nói là chị trả vô bụi, chị trả chết như đúng rồi anh em ạ. Đúng chị trả gọi là chết phải gọi là dữ dằn không bằng dữ dịch luôn em ơi.
Má, tao nói là chạy vô bụi, tao nói như đúng rồi anh em à. Để chết, chết xem có trong bụi có ai không, ai về tôi ló cái mặt ra chắc gì chạy nè. Trời ơi, cái gì vậy? Đó anh em ơi. Nói chung là chắc là chị Trả gọi là sốc lâu nè mà tim đập phình 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 kiểu hết hồn lên anh em đó. Tôi thiệt với anh em chứ anh em mà gặp như cái thằng teo ná coi nó sợ hơn anh em đó. Phải chi mà pha đó tôi trời ơi anh ngộ khỉ ơi, anh ngộ khỉ, từ từ anh ơi, từ từ khoái nó mới như trời ơi em giỡn anh ơi, trời ơi rồi chết rồi anh em à. Trời ơi vợ ơi sao mà em gọi là tình nghĩa vợ chồng ta nói chấm dứt rồi sao em gọi là em vì thằng Diêu mà em bỏ anh sao vợ. Ôi em vì cái thằng không chim như thế mà em bỏ anh thì thôi em, anh quá buồn em rồi đó. Con vợ tôi á, ta nói là nó bỏ tôi đi theo bao nhiêu thằng mà, nhưng mà cái tình cảm mà tôi dành cho nó rất là sâu đậm anh em hiểu không. Nó nói chung là nhưng mà giờ tôi đã chấm dứt rồi anh em. Hồi hổm nó đi theo cái thằng trong cái tập trước anh em, trong cái video trước á, là nó đi theo cái thằng VR, đi theo cái con VR, nó đi chơi gay á anh em. Là tôi đã bỏ qua cho nó rồi, nhưng mà giờ nó chuyển chơi, nó không chơi gay nữa mà nó chơi BD luôn anh em à. Nó chơi BD luôn, đó, khá là buồn cho cái con vợ của tôi anh em à. Đó là khá là buồn cho tôi chứ anh em, con vợ tôi nó tội lỗi mà anh em đó. Quá là buồn vợ tôi đi. Còn giờ nè cho em xin cái con lính này nghe chứ em không có gọi là em không có dám mà hổ báo với mấy anh. Trời ơi em cảm ơn anh Ba Đâm nha, em đội ơn anh Ba Đâm. Trời ơi anh em và đó nè thấy không đó, lụm nè lụm mạng nữa nè, đây. Trời ơi vợ ơi đó anh em thấy chưa, anh em núp bụi cái nó sờ anh em à. Đó nó sờ cái nó sờ bam cái chiêu một anh em. Còn giờ nè ngộ không ơi, trời ơi mày khỏi hách hạp tao đi, ăn chuối đi mày đó. Ôi ơi anh em ơi, bé thằng con không định thách đảo tôi. Tôi nói là nhưng mà rất là tiếc là tôi không có não anh em à. Ok thì có lẽ là trận đấu mình đến đây thì cũng đã kết thúc rồi anh em à. Nếu anh em thấy video này hay, hãy cho mình xin một like nè, một share, một subscribe để kênh mình ngày càng phát triển, cũng như là một cái động lực rất là to lớn để mình có thể làm những video hay nè, bổ ích theo. Còn bây giờ thì bye bye, vẹn anh em ở clip ngày mai nha. Mày yêu anh em, bye bye. Nhớ cho mình xin một like nha, với lại một comment đó nha.